Vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe 360. Qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về công dụng và tác dụng tuyệt vời của nghệ như thế nào đối với sức khỏe. Và nghệ không chỉ là gia vị cho món ăn, có rất là nhiều những công dụng tốt cho sức khỏe và cụ thể như thế nào nữa thì bác sĩ của chương trình ngày hôm nay sẽ tư vấn và giải đáp cùng quý vị. Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt. Nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào các quý vị khán thính giả. Thưa bác sĩ, là khi mà nhắc tới nghệ thì mọi người sẽ nhớ đến một bài thuốc, đó là chữa dạ dày. Khi mà kết hợp với mật ong cùng với nghệ thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái lý do tại sao nghệ lại tốt cho việc chữa dạ dày, và tình trạng khi mà mắc bệnh này thì chúng ta ở Việt Nam thì đang cụ thể như thế nào ạ? Vâng, về bệnh dạ dày tức bao gồm viêm loét hoặc là viêm, đây là một trong những bệnh hay gặp ở Việt Nam mà là bệnh mãn tính. Thế thì từ xưa tới nay thì nghệ dưới dạng bột nghệ hoặc là tinh chất nanocurcumin đều có tác dụng rất tốt và rất hiệu quả đối với cái viêm loét dạ dày. Cái điều này đã khẳng định trên thế giới mà được lưu giữ ở trong cái bảo tàng ở Hoa Kỳ với 6.000 tài liệu về tác dụng của curcumin nói chung và nanocurcumin nói riêng. Thì dùng kết mật ong là mật ong rừng thì quá tốt đấy. Mật ong đó nó có ngoài tác dụng nó có vị ngọt nhưng nó có tác dụng liền vết thương của mật ong nữa, có tác dụng sát khuẩn nữa, không phải chỉ có làm liền vết thương đâu. Trước khi kết hợp giữa mật ong và bột nghệ hoặc là tinh chất nghệ nano nghệ thì rất là tốt. Dạ vâng. Ngoài những cái tác dụng khi mà chúng ta kết hợp với mật ong để chữa bệnh dạ dày thì ngày xưa khi mà sức chân á thì bố cũng hay đào những cái gỗ nghệ tươi để có thể là làm những cái vết sẹo hơn và nó không có để lại sẹo. Vậy thì nghệ còn có thể ứng dụng trong việc điều trị làm đẹp như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, chúng ta biết là thế giới đã nghệ, tinh chất nghệ nanocurcumin chẳng hạn, nanocurcumin có hơn 10 tác dụng lớn đối với sức khỏe cơ thể chúng ta. Trong đó hôm nay chúng ta chỉ nói riêng một cái tác dụng làm đẹp đối với phụ nữ, mà chúng ta biết da thôi. Trước hết nó là tác dụng, nó tăng cái trao đổi chất ở dưới da. Thế rồi nó tác động đối với, có tác dụng hoạt huyết và lương huyết, tức là máu đến da nhiều hơn. Đấy, và máu đến da thì da sẽ hồng hào, da tốt hơn. Rồi tác dụng của nghệ, nó còn tác dụng đối với kháng sinh, tức là nó những cái viêm nhiễm ở trên da thì nó có thể là nó chống viêm để cho da nó mịn màng nhiễm, hoặc là tác dụng khi da đã khô và sạm. Thế thì người phụ nữ, nhất là sau thời kỳ đã tiền mãn kinh, ngoài 45-47 thì nội tiết tố không còn phát triển chỉ đạo được nữa, và melanocyte ở da nó tăng cường, nó tạo thành cái melatonin sắc tố màu đen. Thế thì nó có cái men là tyrosinase, nó giúp cho cái quá trình chuyển từ melanocyte sang melanin, thì những cái hoạt chất có trong nghệ nó ức chế cái quá trình đó. Thì đấy là một cái biện pháp để làm chống nám, chống sạm và làm mềm da, vì nó hoạt huyết đưa máu đến thì da sẽ mềm, không khô nữa và nuôi dưỡng da. Thế thì đặc biệt là đối với thì tia cực tím khi nó chiếu lên da là kẻ thù tác động hủy tế bào da. Đối với nghệ là nó có tác dụng là cản được cái tác hại của cái tia cực tím UV đấy. Ngoài những có những cái tác dụng khác như thế nào thưa bác sĩ? Đấy, như tôi vừa nói từ đầu là thế giới đã khẳng định là đối với curcumin, hoạt chất của nghệ đối với xương khớp, nó tác dụng làm cho quá trình tạo cốt, nó chậm quá trình hủy cốt, tức là những cái đau nhức của xương do thoái hóa. Tác dụng thứ hai là đối với ung thư, nó chống lại cái nguy cơ đột biến tế bào, và thứ hai là khi đã đột biến tế bào rồi thì nó cho không xâm lấn xung quanh nữa. Đối với tim mạch, làm tăng cái chuyển hóa và hạ cholesterol để giảm những cái nguy cơ đột tử, đột quỵ. Thứ tư là cải thiện giấc ngủ này, ngủ ngon, ngủ sâu hơn này. Thế rồi có tác dụng khác như lành vết thương. Đối với gan, tác dụng tăng cường chức năng gan. Mà đối với dạ dày, thậm chí nó ức chế sự phát triển của con vi khuẩn gây viêm dạ dày, ung thư dạ dày là con HP, Helicobacter pylori đấy.
cái nanocomin là còn ức chế sự phát triển của con HP này, vì HP này là gây viêm dạ dày và gây ung thư dạ dày. Và tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục kết nối cùng với khán giả đến từ Hưng Yên, có một câu hỏi muốn bác sĩ tư vấn và trợ giúp như sau. Thưa bác sĩ, thời gian qua tôi thấy trên các phương tiện internet thì có rất là nhiều những cái quảng cáo sản phẩm, có sản phẩm nói là chiết xuất từ tinh bột nghệ, có sản phẩm lại nói là có, và tôi thì đang rất là băn khoăn những hoạt chất này hay là thành phần này có khác nhau hay không và công dụng thực sự của nó như thế nào, rất là mong bác sĩ giải đáp giúp ạ. Một cái câu hỏi rất hay. Dạ. Bởi vì như tôi vừa nói lúc đầu chương trình là từ xưa tới chúng ta dùng bột củ nghệ, là dùng cả toàn bộ cái củ đó dưới dạng bột, và các cụ rửa sạch, thái lát, phơi khô và sau giã nhỏ thành bột. Dạ. Thì đưa đấy là bột 2005, khoảng đó 20 năm nay thì thế giới và Việt Nam bắt đầu nghiên cứu nhiều về tinh chất nghệ, là curcumin là có trong củ nghệ. Chỉ có 3 sản phẩm thôi: bột nghệ, tinh chất nghệ và một nanomet bằng 1/1 tỷ mét, bé như vậy thì nó hấp thu vào bên trong tế bào, và vào bên trong tế bào của tim, tế bào của khớp, tế bào dạ dày vân vân, và nó phát huy tác dụng ở trong tế bào. Thì là rất rõ. Mà nanocomin thì mới từ 7 năm về đây thôi, 2013, và hiện nay Việt Nam đã có khoảng 7 đến 8 nhà máy sản xuất nanocomin. Dạ vâng, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì khán giả cũng đã hiểu rõ hơn. Và tiếp nối chương trình thì cho phép Phương Thảo được hỏi bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng chia sẻ rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời của củ nghệ hay là tinh chất nghệ, vậy thì không biết là củ nghệ thì có những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý không ạ? Không, đương nhiên là như vậy rồi. Ngày dùng bằng bột nghệ thì nó có nhiều cái tác dụng phụ, ví dụ như cảm giác nó nóng. Và đương nhiên hàm lượng của nó thì ngày có khoảng 4 gram bột tinh chất, một cái thìa khoảng 2 gram, ngày có uống vài ba lần như thế. Thì đó là đối với những người bình thường. Nhưng nếu mà bệnh nhân ung thư chẳng hạn thì chúng ta có thể nâng liều lên 6 hoặc 8 hoặc thậm chí 10 gram trong một ngày, chia nhỏ ra nhiều lần. Thế thì tóm lại là liều nó là khoảng như thế. Đối với nghệ thì người ta không dùng cho trẻ em và phụ nữ đang có thai thì là không dùng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những lưu ý vừa rồi ạ. Và quý vị thân mến, từ xưa đến nay y học của thì cũng đã có sử dụng nghệ trong việc là phòng ngừa và chữa trị rất là nhiều những căn bệnh khác nhau, và chúng ta chỉ có tác dụng khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài và có sự tư vấn và giám sát của bác sĩ. Và nếu có những câu hỏi thắc mắc gì tôi qua địa chỉ email tư vấn sức khỏe @eti.com. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình kỳ sau.